Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Nhân BB. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Ok các bạn ơi, hôm nay Nhân sẽ chơi một cái game cực kỳ hay luôn các bạn ạ. Nó mô phỏng cuộc sống của Nhân từ lúc còn bé này, từ lúc còn bé con bú tí mẹ này, xong khi lớn lên đi học này, xong bắt đầu có người yêu, xong rồi già đi các bạn ơi. Nói chung là hay lắm các bạn ơi. Thôi không nói linh tinh liên thuyền nữa, chơi luôn nha. Các bạn hãy ủng hộ mình nhé. Ok, let's go chơi luôn. Ok các bạn ơi, các bạn nhìn thấy chưa? Mình là con nòng nọc này, từ lúc mình chưa chưa hình hài thành một em bé nhá, chưa hình thành hình dáng của một em bé là mình là một con nòng nọc đấy. Tất cả mọi người ai cũng vậy luôn bạn ạ. Đấy, lòng lọc xong rồi đi vào đây á, động xanh đi vào đây à. Được rồi, nhớ cố gắng cắt vào cái màu đỏ. Ấy, giữa luôn. Ơ, mai nó phải ra ngoài anh em ơi. Ấy, ơ, sao vậy? Ơi, thành công rồi các bạn ơi. Nhân sẽ chọn nhân là bé trai nha, nhân da trắng anh em ơi. Đây đây, Nhân sẽ chọn nhân là thanh niên này. Đây, da vàng. Đấy, da vàng tóc đen. Đúng là Nhân đây rồi. Các bạn nhìn Nhân có đẹp trai không? Yes. Đây, thay đổi cái tên của mình đây các bạn ạ. Chơi cái trò này cũng hay lắm các bạn ơi. Trò trẻ em, game trẻ em ấy. Hay lắm. Ôi, Nhân BB. Ok. Rồi, chiến thôi. Let's go. Đấy, bắt đầu nha. Bắt đầu mình sẽ được một tuổi đấy, là bắt đầu là đang đi bò đấy anh em ạ. Trời ơi, từ lúc sinh ra phát là đã đến một tuổi luôn. Ok, chiến tiếp. Rồi. Khóc, đang khóc, đang đói anh em ơi. Ê, ê, bố. Bây giờ mình sẽ chọn là đi ra chỗ bố hay ra chỗ mẹ các bạn đây. Đương nhiên là ra chỗ mẹ rồi, vì mình đang đói mà. Ra mẹ cho bú tí mẹ chứ được không? Ai, yes, ui xổ ôi, quần hòe gì đây, mẹ đậu xanh, ai, ông bố mặt đần thối đây anh em ơi, nhìn buồn cười quá. Rồi, yes, cuối cùng Nhân đã lớn, lên được một tuổi nữa, Nhân đã được 2 tuổi rồi các bạn ơi, nhưng Nhân vẫn chưa biết đi, Nhân cũng đang phải bò đây, ơi, bò có cái chướng ngại vật này, bò có con xe đây. Ôi, bò sang đường luôn. À, đây không phải là đường các bạn ơi. Đây chỉ là nền nhà mẹ đã bày ra những cái đồ chơi ý, để Nhân có thể tập bò một cách an toàn hơn các bạn ơi. Yes, và bây giờ Nhân đã lên được 3 tuổi. Không biết Nhân đã biết đi chưa các bạn ơi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Đứng lên được rồi em ơi. Yes, bây giờ chúng ta không thể lấy cái bình thủy tinh này được. Chúng ta sẽ lấy cái đồ chơi này đi anh em ơi. Đấy, rồi nghịch bình thủy tinh là vỡ ngay đấy anh em ơi. Ôi, mẹ đậu xanh. Mẹ cái thằng nhỏ này giống Nhân ngày xưa đúng không các bạn ơi. Hai phá đồ chơi ấy. Ôi, ôi mặt ông bố. No. Mẹ buồn cười quá, đang chơi thì phải quảng cáo anh em ơi. Đây là cái mô hình của bố mình các bạn ạ. Mình phá ra rồi. À, rồi không sao, chiến tiếp thôi. Lên tới 3 tuổi, một phát lên tới 5 tuổi luôn à. Yes. 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 Mình đã trưởng thành các bạn ơi. Rồi rồi, nhìn trường mình cũng đẹp trai đấy. Ok, let's go, đi tiếp thôi. Mình bây giờ mình đi nhanh luôn. 5 tuổi. Mình đã trưởng thành, mình đã vào lớp học 5 tuổi đấy các bạn ơi. Trời ơi. Có một bạn nữ ngồi sau mình anh các bạn ơi. Ôi, lớp nói chuyện ổn quá các bạn ơi. Rồi, mình sẽ chọn cái này. Đấy. Ôi không. Đây là lớp mình là đang mọi người đang khoe quà nhau các bạn ơi. Nhân cũng có quà, Nhân mở ra rồi các bạn ơi. Trời ơi, nhưng mà Yes. Nhưng mà Nhân mở ra một mình thôi, Nhân không tụ tập đông người. Các bạn ơi, đang dịch bệnh về mỗi người ngồi một bàn đấy. Các bạn thấy Nhân khôn không? Mẹ mình bắt mình vào dọn nhà vệ sinh các bạn ơi. Ok, bình thường. Mẹ đang chơi quảng cáo cay nhỉ anh em nhỉ. Rồi, bây giờ mình sẽ phải lau cái nhà vệ sinh này cho nó sạch bong sáng bóng anh em ạ. Ok, đơn giản với Nhân, tưởng gì chứ. Lau nhà vệ sinh Nhân lau suốt rồi. Hơi bị sạch luôn đấy. Ui, nó quay nhanh quá anh em ơi. Đây là cái xà bông. Đấy, đấy sắp sạch rồi các bạn ơi. Sắp sạch bong sáng bóng rồi. Yes. Rồi, chưa được đâu. Đấy, cho sạch hẳn 100% luôn này. Thôi, được rồi, 88% là cũng được rồi các bạn ạ. Ôi, 93 rồi. Rồi, còn một tí mắt sau nữa. Sạch, thật sạch nào. Đấy. Chùi hết góc cạnh luôn các bạn ơi. Ui, 100% luôn nha, đấy. Mình chùi sạch bóng cái toilet cho mình luôn các bạn ơi. Yes.
Bây giờ mình đã lên 7 tuổi rồi. Wow, là một thanh niên đẹp trai nhất ở cái khu vực này đấy, đấy các bạn ạ. Mình hơi bị đẹp trai luôn đấy, đừng có đùa với mình. Chiến tiếp thôi. Bây giờ đã lên 7 tuổi. Bây giờ hai gia đình mình đang đi ra ngoài du lịch anh em ơi. Đang đi du lịch ấy. Đấy. Ôi, ngoài kia có bạn bị đuối nước các bạn ơi. Nhân phải tới đấy thôi. Nhanh, khẩn trương. Oh no. No 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 no, không phải đuối nước các bạn ơi. Các bạn ra đây tắm đậu xanh nữa. Mình tưởng các bạn nào bị đuối nước cơ. Ơi, đi chơi vậy là không tốt đâu. Nên đi các bạn ơi, nên đi chơi bời gì tầm này nữa. Kìa. Kìa kìa. Ôi mình nhìn thấy có cái gì đang trôi vào đây đây. Cá mập à? Cá mập ấy. Ui. Mẹ. Đậu xanh. Oh no. Ôi. Cả nhóm của mình đang ở trong bụng một con cá heo anh em ơi. Đậu xanh. Bây giờ tìm cách phải đi ra ngoài thôi, tìm cách phải đi ra ngoài. Chúng ta bây giờ thôi được rồi, chơi này. Ngồi bàn lại với nhau. Dùng cái lông chim ngoáy để cho nó buồn. Cù ti nữa. Nó sẽ lôn mình ra. Đấy, nó hắt xì, chuẩn bị bay ra ngoài này. Ấy. Yeah, thấy chưa? Mình thông minh không các bạn ơi? Đẳng cấp đấy, hơi bị thông minh đấy anh em ạ. Không sao. Đấy, các bạn thấy mình có thông minh không? Tiếp tục. Năm tiếp theo. Ôi, bây giờ là chúng mình đang 5, 8 tuổi các bạn ơi. Đang học trường mầm non. Đấy, nhân phải đi thôi. Đi, 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 đi. Hí, hí, hí. Đi bắt các bạn, chơi trò đuổi bắt anh em ơi. Bắt hết các bạn này. Ôi, các bạn đừng cứ chạy nha. Ây, ai, chạy nhanh đấy. Bạn ơi, tôi sẽ ở đây thôi bạn ơi. Chơi trốn tìm ấy, như kiểu đang chơi đồ ấy, chơi đồn ấy, né nhau bắt chạm vào nhau là người đấy bị thua ấy. Đấy các bạn đã chơi trò này bao giờ chưa? Đấy. Ví dụ như tôi là đỉa nhá, tôi sẽ đi tìm tới mắt các bạn ấy. Tôi mà chạm vào các bạn là các bạn sẽ thua. Kiểu như vậy. Đây là cái trò này đúng như vậy các bạn ơi. Bây giờ đến năm 9 tuổi rồi. Hay, đúng là cuộc đời của mình đúng là từ bé tới lớn có khác các bạn ạ. 9 tuổi đấy. Mở cái hòm này ra có cái khỉ gió gì? Chuối à? Không phải chuối đâu. Ôi chú hề. Đây là bộ trang phục chú hề của mình. Ồ, đây là ngày lễ Halloween anh em ơi. À, đây là hai cô hàng xóm của tôi đấy. Đi thôi, đi chơi thôi. Chúng ta đi chơi Halloween nào. Ồ, đây là ngày lễ hóa trang anh em ơi. Ui, Batman. À đủ, mẹ đậu xanh Batman ghét chú hề à. Trời ơi, sao thằng Batman này đang kia đơn nào vào nó tấn công bọn tôi như thế nào vậy anh em nhỉ? Thôi rồi chơi lại cái màn này vậy. Đang nhìn Batman để lao vào tấn công. Batman nghĩ tôi là kẻ xấu các bạn ơi. Được rồi. Bộ trang phục quả chuối đi. Nhìn khắm quá các bạn ơi. Yes. Ồ, bạn này quả dâu này. Ok đi thôi bạn ơi. Let's go. Đi thôi. Xem là trên đường đi còn gặp những cái khó khăn gì đây các bạn ơi. Trời tối Halloween đi sợ lắm. Mà sao đường vắng thế nhỉ, có hai bạn này thôi. Rồi. Cái gì đây? Mình ngu tiếng Anh của các bạn ơi. Quyết định mở cửa. Đến nhà một bạn khác anh em ơi. Dọa mình các bạn ơi. Ôi cho kẹo này. Cảm ơn bác nha. Cảm ơn bác rất nhiều luôn. Chúng mình đã có kẹo ăn rồi đây anh em ạ. Phê lắm ơi, phê nói đấy, có kẹo ăn. Rồi tiếp tục chiến tiếp thôi. Có kẹo ăn rồi. Mình đã lên được 10 tuổi rồi đấy. Là bắt đầu. Mình đang học bơi anh em ơi. Bố mình đang dạy mình bơi nhưng thực sự là mình không thích bơi lắm đâu. Bơi nguy hiểm lắm. Ôi, mình lặn luôn rồi. Ôi lặn luôn dưới nước em ơi. Ôi không. Cứu help me, bố ơi cứu con. Yes, không sao rồi. Nguy hiểm thực sự luôn các bạn ạ. Đấy mình bảo rồi mình ghét bơi lắm. Hai. Cố lên, bơi tiếp thôi. Hả? Rồi, đây mình chọn cái này. Đấy, hợp lý. Yes. Bơi nhanh không? Cuối cùng mình đã biết bơi. Yes. Tới năm 11 tuổi. Không biết có điều gì bất ngờ ở đây anh em ơi. Bố mình chắc bảo mình ra rửa xe đúng không? Biết ngay mà, không có sai đâu. Đơn giản, việc này rất đơn giản. Đây khác gì một trò chơi đấy các bạn ơi. Easy lắm luôn, rửa xe hơi bị sặc luôn.
Ôi, nhà nhân là có cái máy xịt thật ra lượng xịt bẩn nha, hơi bị sạc đấy. Đấy. Đậu xanh, đậu xanh. Chắc là bố mình bắt mình á, phải kỳ sạc 100% luôn đấy các bạn ạ. Được thôi, con xe làm việc chăm chỉ bố ơi, con là đứa con ngoan mà. Xịt 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 xịt. Xịt 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 xịt. Mà đậu xanh bây giờ mới được có 30% à. Còn đâu nữa vậy? Sạch được mà, bên đây sạch rồi. Ok, tiếp tục. Ui, đằng trước này. Mẹ cái thằng khốn nào ấy. Nó lại vết bẩn lên xe nhà nhân thế này, biết nhân mà bắt được cái nhân dùng cái xịt nước này xịt vào mặt nó một phát luôn đấy. Đậu xanh là nó nữa. Xịt, 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 sạch rồi đấy, sắp sạch rồi đấy. Xối nước xối xả luôn anh em ơi. Đấy, mình sẽ cố gắng rửa 100% luôn nha các bạn nha. Ok, lách like. Sang mặt bên đây. Ui rồi thằng khốn nào đây, dám bôi bẩn lên xe nhà ông. Ông mà bắt được á thì thôi ông cho mình biết tay. Rồi. Rồi anh em ơi, xịt thật nhanh luôn, thật sạch luôn. Cái công việc rửa xe này ngày cũng kiếm được ra tiền đấy các bạn ạ. Mỗi cái xe ô tô này chúng ta có thể kiếm được 50 nghìn đấy. Nhưng mà mỗi tội nhân rửa cho bố nhân nên là bố mình không được tiền cho mình. Yes. Ok. Đến năm 12 tuổi. Mình đã đến năm 12 tuổi đấy các bạn. Hay, ngã rẽ của cuộc đời. Mình sẽ phải đi học 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 kinh các bạn ơi. Học rồi. Yes. Yes. Ôi, ông cha thật cha xứ thấy mình có nhân phẩm tốt các bạn ơi. Đấy, học kinh rất nhanh luôn. Ông cũng ra ông cầu nguyện cùng với mình các bạn ơi. Không biết gì tiếng Anh, ấn bừa lại. Rồi qua qua qua. Được một sao luôn. Đi tiếp thôi. Mình bắt đầu lớn này các bạn ơi. Các bạn hãy xem mình lớn đây. Tiến hóa. Yes. Bây giờ mình đã trở thành một thanh niên đẹp trai rồi. Ok, chiến tiếp. Năm 13 tuổi. Bắt đầu đi tán gái đi các bạn ơi. Có người yêu đấy. Bây giờ mình sẽ đến và tán bạn đấy nha. Đấy. Ôi mẹ thằng khốn này. Đừng động vào người tao. Đấy, mình phải ném cái thằng này ra không có. Mệt lắm. Ôi, ui, thật khốn đấy. Ai ui, trời ơi bạn ơi, sao bạn lại xô vào mình thế? Rồi, đã tới chỗ cô gái đây rồi các bạn ơi. Đây là cô bạn gái mình yêu ấy. Rồi, xong. Mình đã đến và làm quen được với cô ấy rồi đấy các bạn ạ. Lại bắt đầu cuộc đời mình nó loằng ngoằng lắm đấy. Các bạn thấy trông nhân bây giờ nhìn có đẹp trai không? Này, đi thôi, đi thôi, đang đi vào trong lớp. Đây là chỗ mà các bạn vui chơi ấy, chỗ hành lang ấy. À, đu. Mẹ đậu xanh, sao bạn ơi, sao bạn phải làm thế với mình nhỉ? Mình cay bạn lắm rồi đấy nha. Mình hơi cay bạn đấy nha. Tại sao? Tại tại sao? Tại sao mi lại làm thế với ta? Ta có nợ à, đủ đậu xanh, mẹ ta ghét mi lắm rồi đấy. Ta ghét mi rồi đấy. Tại sao mi lại làm thế với ta? Ta sẽ trả thù mi. Đậu xanh. Ai là người sai? Ai ui, mẹ nó khỏe hơn anh em ơi. Mẹ cay thực sự các bạn ạ. Mẹ nhìn nó to nhân nhân thua. Mẹ con nợ này. Được rồi. Rồi mình sẽ biết tay ta. Mẹ mày. Được rồi nhân sẽ cho nó một cơ hội. Bỏ đi. Mấy cái thằng bạn đậu xanh đã không muốn. Mẹ thằng khốn này, ta đã thể thể nhân cay với nó lắm các bạn ạ. Các bạn để nhân xử lý thằng này. Nhân đã không muốn động chạm gì tới nó rồi mà nó lại còn thích chơi nhân anh em ơi. Vô lý thật sự luôn. Mẹ đúng là bạn đèo. Được rồi, mới thấy là bạn đèo này. Mày sẽ biết tay không? Mày sẽ biết tay không? Làm sao? À. Rồi mày sẽ biết tay không? Mày sẽ biết tay không? À, đâu ấy. Rồi mày sẽ biết tay không? Yes, perfect mày luôn. Còn thằng nào thích ăn đòn nữa không? Yes. Đi thôi em yêu. Đấy, nó trêu anh. Vãi game thực sự rồi. Tấu hài. Play tiếp thôi.
Mình đang nằm ngủ anh em ơi. Rồi dậy rồi, trời đã sáng rồi đây. Đậu xanh. Tiếp tục. Speak cool thôi, go to cool. Mình sẽ phải đi học thôi. Đến trường. Ok. Game này là game. Game này là game Trung Quốc à? Mình đã đến muộn rồi các bạn ạ. Mình đến học muộn rồi. 12 giờ rồi. Game làm sao nữa đây? Yes. Đến lớp đúng. Qua một màn nữa. Mẹ sẽ chạy một vòng 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 ấy. Hey. Đi thẳng mẹ đi sao nó lại tiếp tục play á. Thôi được rồi. Mẹ đậu xanh. Sai các bạn ơi. Keep school. Hôm nay mình được nghỉ các bạn ạ. Quyết định không đi học mà đi chơi. Đấy, ra chỗ này đi gặp cô bạn gái của mình đây. Cô này cô bạn gái của mình đây anh em ơi. Hello. Hello các bạn này, các bạn đứng đây làm gì đây, đang chơi trò gì đây? Hôm nay chúng ta sẽ đi vào rừng à? Trời ơi, rừng nguy hiểm lắm đấy. Đừng có mà đi vào rừng. Sợ mà rắn rết thì hổ báo nó cắn cho thì mệt người ra. Ok, xong. Mình đã đến năm 16 tuổi rồi. Hay đấy. Let's play. Tiếp tục, bọn tôi đang chơi ở trong rừng rất nhiều chim. Mẹ, nên hẳn đồi chơi luôn anh em ơi. Dưới là thung lũng rất nguy hiểm. Ôi, đậu xanh. Gì shit. Đừng đừng xuống em ơi. Đừng xuống. Xuống làm gì? Đừng. Tốt nhất là mình không xuống các bạn ạ. Đừng em ơi, đừng xuống. Anh không cứu được em đâu. Mẹ đậu xanh. Mẹ. Nguy hiểm vậy trò, nguy hiểm vậy mà cứ bắt xuống chơi nhỉ. Đậu xanh. Tuy là biết bơi thôi nhưng mà mình có biết được các bạn này biết bơi đâu. Tưởng các bạn chưa biết bơi mà các bạn cứ xuống đấy vậy. Rồi, xuống thì xuống, cùng xuống nào. Nguy hiểm anh em ơi. Rồi, ok. Yeah, cái gì mà dê. Bố mẹ thì cho tiền đi ăn học, không đi ăn học, cứ đi chơi bời. Rồi, năm 16 tuổi đã qua, bây giờ mình đã đến năm 17 tuổi rồi đấy các bạn ạ. Mình bắt đầu lại lớn hơn, tiến hóa hơn, nhìn đẹp trai hơn đấy. Mình đã trở thành một chàng trai thực sự các bạn ơi. Tóc để mái vắt nuôi. Phát 20 tuổi luôn anh em ơi. Yes. Mình đã lên tới 20 tuổi rồi đây. Mình đang ngồi chơi điện thoại. Hay nhắn tin cho cô người yêu các bạn ơi. Đấy. Ui dồi ôi, đang xem phim. Nói chung cô gái này xinh anh em ơi. Ok. Yes. Thích. Yes. Cuối cùng mình đã qua năm 20 tuổi rồi đấy các bạn ạ. Ok các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã xem video của Nhân BB. Các bạn nếu thấy hay nhớ để lại cho mình xin một like, một lần đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Nhân BB. Ok.